Các bạn ơi, Việt thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay, vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt thắng có động lực nha. Vâng, và chào mừng tất cả quý các bạn đến với trận thi đấu tiếp theo của tối ngày hôm nay. Và đây là trận thi đấu của TMQ và Hùng Akira. Được. Ok em ơi. Được lắm, ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu này, là trận thi đấu MP. Kèo MP đến từ hai tuyển thủ. Cầm súng gì đây? Trận round thi đấu đầu tiên là Lục. Vâng, buổi tối hôm nay thì nữa sẽ có trận đấu của đội tuyển Lê Bình và VGaming nhá. Lê Bình đối đầu với VGaming. Vâng, lại có những kèo thi đấu hay anh em rồi. Nhiều trận quá, tôi cũng chả nhớ rằng đội nào thắng, đội nào thua. Ui, kèo Lục, anh chàng TMQ này bắn chắc tay quá nhờ. God of Group chú cũng đủ rồi. Nhưng mà God of Group cũng giống như đội Heavy thôi. Có mỗi Ranger là háo chiến thôi, là sẵn sàng chiến. Còn những bạn kia thì lúc chiến lúc không. Đấy, còn khi nào anh chú bảo rồi, khi nào mà họ bắn họ sẽ liên hệ anh em tâm. Cấm bom keo nhiều hơn 3 quả đi anh. Mùa sau nhá. Hết đấu trường sinh tồn chung kết hôm mùng 4 là 4 về. Đến ngày mùng 5 là chúng ta, mùng 5 mùng 6 chúng ta tổ chức chung kết, là chúng ta sẽ cấm. Chúng ta sẽ cấm bom keo nha, quá 4 quả bom keo sẽ bị cấm. Và mùa này cũng quẩy đẹp này. Vâng, thôi thì cống hiến mùa nào thì ra mùa đấy. Luật nó ra, luật nào có ra áp dụng. Và bây giờ chưa có luật đấy thì cũng quẩy thôi. Tôi đang lo vì những TMQ nếu mà không được sử dụng 4 quả bom keo, 5 quả bom keo đi, em còn bắn hay được hay không. Ui, sấy đỉnh quá nhờ. Tỷ số là 0-2 rồi. Vâng, Hùng ơi bình tĩnh em ơi. À, quên. Tôi quên anh em ạ. Tôi không lắp em mèo béo của tôi vào. Em vẫy đỡ buồn ngủ. Vâng, tỷ số đang là 0-2 dành cho vị trí của TMQ. Ông này bắn được quá nhờ. Ghê quá nhờ. Được của nó luôn anh em. Được của nó luôn. Tỷ số là 0-2 rồi. 5 quả thì anh không, chỉ được 3 quả thôi em. Bom keo trong cái trò này nó chỉ là 3 quả thôi. Các bạn đến 4-5 quả là các bạn đã tầm 200 rồi. Và các bạn sẽ có những tình huống di chuyển ảo ma, các bạn bắn được người khác. Có khi người ta khác không bắn được các bạn. Tỷ số đó là 0-2. Cố lên nào. Hùng Akira đã cầm cho mình, đó là cây MP mãng xà. Ôi giời ơi, 0-3. Ông này bắn, TMQ bắn gắt thật các bạn. Vâng, tôi ước rằng có một tuyển thủ để có thể tiêu diệt được Hùng và Lê Bình thì ngày hôm nay bắt đầu ra xuất hiện được anh chàng TMQ này bắn như vũ bão. Ở tầm này Hùng bắt đầu phải đề phòng hơn rồi. Tầm này là Hùng phải đề phòng hơn rồi các bạn ơi. Tôi đang lo cho Hùng quá. Tầm này tôi đang rất lo cho Hùng. Tầm này rất lo dành cho vị trí của Hùng khi mà anh chàng TMQ này thi đấu rất ổn áp, rất khó chịu luôn anh em. Những kèo bắn của TMQ rất chắc bài. Bên này Hùng chơi theo lối đánh, đó là đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng mà TMQ chơi chắc và bắn chuẩn. Bởi vì thế thì nhiều khi Hùng sẽ bị một cái pha bất ngờ, thì đối thủ không bị cuốn theo cái luồng giao tranh của em. Hùng nhìn thấy phán đoán rất hay từ như Hùng. Còn thêm 9-2 máu nữa rồi. Còn thêm 10 máu. Hay 18 máu. Ngay lập tức thì TMQ đã cuốn kèo đề thủ ở trong khu vực nhà. Vâng, tầm này là một kèo rất nghẹt thở dành cho vị trí của Hùng rồi. Bình tĩnh em ơi. Hay. Bình tĩnh nha em nhá, bình tĩnh nhá. Hay hay, ôi Hùng ơi. Ui, một tình huống thay đạn hơi sớm. Đây mà quy lọt đường kèo. Đấy, hoàng quá nhờ. Vâng, tầm này chúng ta đã xuất hiện ra một quái vật mới trong giải thi đấu rồi. Và anh chàng này đang hiện tại đang chưa thua bất kỳ một trận thi đấu nào. Nhắc lại cho các bạn, đó là TMQ chưa thua bất kỳ một trận thi đấu nào nhá. Chưa thua bất kỳ một trận nào. Hơi bị căng luôn các bạn. Rất là đáng quan ngại. Tôi đang rất đáng quan ngại cái anh chàng này đây. Nếu mà có trận thắng trận thua thì không nói làm gì, nhưng mà chưa thua trận nào. Rất khó chịu. Cố lên nào em ơi. Cố lên, anh dồn hết niềm tin. Anh dồn hết. Ôi,
dồn hết niềm tin vào Hùng. Hoàng thích nhở? Chết dở. Ông TMQ chưa thua trận nào ngoài solo team 4 em ạ. À ngoài chơi team 4. Còn lại là chưa thua đâu. Bạn TMQ này chơi team 4 bạn ấy mới thua thôi. Còn lại là chưa thua trận nào nhá. Vâng, chúng ta sẽ đến với round thiếu tiếp theo. Sân nhà dành cho TMQ. Ông trời lại thường thương những người đã giàu rồi còn giàu hơn. 5-0 rồi nhưng vẫn được thi đấu trên khu vực sân nhà rất rộng. Hùng Akira đẩy thẳng lên. Với những kèo solo 1-1 thì khu vực sân nhà này nó không có quá nhiều lợi thế. Nhưng nếu đây là team 4 thì sân nhà sẽ giúp các bạn rất nhiều. Thời gian đối thủ chạy lên thì các bạn có thể make up được. 0-6 rồi. Kèo hủy diệt luôn các bạn. Toàn rồi, Hùng ơi. Hùng ơi, toàn rồi. Không sai em ạ. Anh công nhận TMQ bắn hay. Nhưng mà đến mùa 3 mà anh cấm cái tình trạng keo giật lag mà em vẫn bắn hay nữa thì anh sẽ chính thức ghi danh bảng vàng cho em. Sang mùa 3 bắn được đấy các bạn. Nhưng mà bắn chắc tay đấy. Bắn rất sát luôn. Không phải ai cũng làm được đâu. Anh xin phép và gửi ID về cho Canada Tech. Bắn gắt quá các bạn. Tỷ số là 0-6 rồi. Hùng chưa có một kèo gỡ nào với kèo solo MP40 như thế này. Vâng, anh chàng này còn thậm chí còn bắn hay hơn cả ZP lẫn quyền trạng. Hùng rơi xuống dưới rồi. Khả năng di chuyển phán đoán của anh chàng này còn thậm chí là còn hơn cả Quỳnh Tạ và ZB luôn. Người chơi có thể nói rằng chưa thua bất kỳ trận nào độc cô cầu bại. Lại một pha lọt tường kèo nữa. Rất quan ngại dành cho vị trí của Hùng. Ai hay quá em ơi. Đúng em trai của ta. Tỷ số 1-6 rồi. Tôi không dám nói là kết quả như nào, mà tôi vẫn đang hy vọng rằng Hùng có thể lật ngược tới một cái tỷ số nào đó nhất định. Hôm nay lật lại hơi dài các bạn. Quãng đường đi hơi dài luôn. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Tỷ số là 1-6 rồi. Tỷ số là 1-6. Cách biệt bây giờ là 5 bàn. Ui. Cách biệt là 5 bàn rồi. Một trận thi đấu rất tất tở luôn. Hùng Ngakia tầm này tay ra hết mồ hôi rồi. Kèo vừa rồi là kèo solo tự do. Bây giờ là kèo MP sở trường của Hùng nữa. Kèo này thua nữa chắc chắn vẫn phải đợi sang mùa 3 mới đấu rồi. Và ngay tức của tình huống xấy, các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Hùng chỉ còn lại đâu đó là tầm 10 máu. Căng thực sự luôn. Một kèo thi đấu rất căng. Hai bình máu sẽ được sử dụng hết. Và lượng máu của Hùng cũng sẽ vẫn ít hơn anh chàng TMQ này. Còn TMQ có khả năng thi đấu rất ổn ở rất nhiều thể loại súng khác nhau, từ toàn can cho tới MP. Đang có những tình huống vòng mở cánh rất khó chịu. Khả năng di chuyển của TMQ không phải là quá nhanh, nhưng mà khả năng anh ta di chuyển đẩy vào rất chặt luôn, để cho đối thủ có cơ hội bắn. Bắn rất chuẩn đến từ anh chàng TMQ này. Còn tỷ số là 7-1.